để thay đổi cuộc sống, trước tiên bạn cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Giống như bất kỳ thói quen nào, có những cách cụ thể để khai thác sức mạnh của tư duy tích cực và luôn suy nghĩ tích cực mỗi ngày. Tư duy tích cực là gì? Tư duy tích cực, đúng như cái tên của nó, đó là một loạt các thói quen và kiểu suy nghĩ khiến bạn nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực hơn. Một ví dụ phổ biến là coi những thất bại mà bạn gặp phải là bài học và là cơ hội để trưởng thành. Tư duy tích cực có tác động lớn đến cuộc sống của chúng ta và tạo ra những thay đổi. Bạn có thể nói rằng tư duy tích cực cũng giống như một lối sống. Bạn càng tích cực thì càng có nhiều điều tốt đẹp xuất hiện xung quanh bạn, ngay cả trong những tình huống bạn gặp thử thách và khó khăn. Một cách nhìn nhận khác về tư duy tích cực là bổ sung những thói quen suy nghĩ tốt để thay thế những thói quen xấu. Ví dụ, đã bao nhiêu lần bạn nói rằng tôi không thể làm được việc này, hay tôi sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu này của mình. Suy nghĩ theo cách này chắc chắn sẽ khiến bạn không còn nỗ lực để hoàn thành công việc đó. Ngược lại, bằng cách nghĩ rằng tôi có thể làm được việc này, hoặc một ngày nào đó tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nghĩ như vậy, bạn sẽ có động lực thôi thúc để làm việc và hướng tới mục tiêu của mình. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? Một số thay đổi mà tư duy tích cực sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn, chẳng hạn như có thể đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra, có sự thay đổi đáng kể trong thái độ của bạn, sử dụng tiền một cách thông minh hơn để bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thêm nhiều người bạn cùng chí hướng, trở nên rộng lượng và tử tế hơn với người khác và sống lâu hơn. Cách giải quyết những tư duy tiêu cực. Một khía cạnh quan trọng khác của tư duy tích cực là tư duy tích cực không có nghĩa là loại bỏ mọi sự tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn. Cuộc sống của chúng ta có những sự kiện tiêu cực như việc bạn phạm sai lầm, thất bại và gặp trở ngại. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải đạt được sự cân bằng giữa nhận thức thực tế và chấp nhận hoàn cảnh xung quanh và suy nghĩ lạc quan. Việc hạn chế tự nói chuyện tiêu cực với chính mình cần đến một số kỹ thuật. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Làm theo hướng dẫn để nuôi dưỡng tư duy tích cực. Hướng dẫn bao gồm việc tìm kiếm phản hồi, chú ý đến các kiểu suy nghĩ của bạn và sắp xếp lại chúng để chấp nhận những cảm xúc tiêu cực. Những hướng dẫn khác sẽ giúp bạn vượt qua quá trình này bằng cách khiến bạn tin rằng bạn có thể thay đổi hoàn toàn thái độ của mình để tránh những suy nghĩ tiêu cực và độc hại. Tìm hiểu về cách suy nghĩ của bạn. Bạn là người suy nghĩ logic hay là người suy nghĩ theo cảm xúc? Bạn tập trung vào ngắn hạn hay dài hạn? Bạn có thiên hướng tích cực hay tiêu cực? Việc xác định tất cả những điều này có thể giúp bạn nắm bắt được cách thức hoạt động tự nhiên của tâm trí trước khi bắt đầu thay đổi nó. Tạo sự tò mò xung quanh những suy nghĩ tiêu cực. Xem những suy nghĩ tiêu cực như điều gì đó thú vị thay vì điều gì đó có hại là một bước đi tốt để giảm bớt sức mạnh của chúng. Khi một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, hãy thử viết nó ra và suy ngẫm về nó trong giây lát. Tại sao suy nghĩ đó lại xuất hiện và tại sao bạn lại nhìn sự việc cụ thể đó theo cách tiêu cực? Làm thế nào để bạn có thể thay đổi suy nghĩ đó để nó trở thành điều gì đó tích cực hơn? 10 thói quen đơn giản để rèn luyện tư duy tích cực. Các phương pháp sau đây là cách để vô hiệu hóa tác động của những suy nghĩ tiêu cực. Sẽ có lúc bạn vẫn suy nghĩ tiêu cực, nhưng mức độ ảnh hưởng sẽ giảm bớt đi. Điều này đặc biệt đúng khi bạn kết hợp nhiều thói quen khác nhau vào cuộc sống để cải thiện suy nghĩ tích cực của mình. Sau đây là một số điều cần thiết để giúp bạn nuôi dưỡng tư duy tích cực. Số 1. Thực hiện một hành động tốt đẹp mỗi ngày. Làm cho ai đó mỉm cười sẽ có tác động lớn đến họ cũng như đối với bạn. Làm những điều tốt đẹp sẽ mang lại cảm giác vui vẻ. Đó là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta cảm thấy cần phải quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận. Hành động bác ái sẽ sưởi ấm trái tim chúng ta. Bạn có thể tạo ra nhiều tác động hơn bằng cách làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Hãy mỉm cười và chào ai đó, khen ngợi ai đó hoặc giúp đỡ họ trong khả năng của bạn khi thấy họ gặp vấn đề. Số 2. Cười nhiều hơn. Tương tự như vậy, những cảm xúc tích cực khiến chúng ta thay đổi thái độ và tiếng cười là một trong những điều quan trọng cần được nhắc đến. Tuy nhiên, không nên gượng cười. Vì vậy, hãy cố gắng ở cạnh những người có thể khiến bạn cười thực sự. Đó có thể là một diễn viên hài, bạn bè, thành viên trong gia đình hoặc bất kỳ ai có thể khiến bạn tươi cười. Số 3. Đọc những gì mang lại sự tích cực cho bạn. Tiêu thụ nội dung trên mạng xã hội là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của chúng ta. Nếu bạn đang xem hoặc đọc nội dung khiến bạn tức giận, tiêu cực hoặc căm ghét thì hành vi đó sẽ ảnh hưởng đến mọi việc khác mà bạn làm và cản trở suy nghĩ tích cực của bạn. Để thay đổi điều đó, bạn phải thay đổi cách mà bạn tiêu thụ nội dung và điều mà bạn hướng tới. Hãy chú ý đọc một số tin tức và thông tin tích cực giúp ích cho sự phát triển cá nhân của bạn. Một lựa chọn khác là đọc hoặc xem video tập trung vào những điều mà bạn đam mê. Số 4. Đặt mục tiêu. Một phương pháp hiệu quả khác là đặt ra các mục tiêu và kiên trì theo đuổi để đạt được mục tiêu đó. Đây là một cách tốt để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực.
đặt mục tiêu và nỗ lực phấn đấu để đạt được điều mình muốn sẽ cho phép bạn xây dựng một nền tảng vững chắc để vượt qua những rào cản của suy nghĩ tiêu cực. Cuối cùng, bạn sẽ ngừng bào chữa và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Số 5. Có một tinh thần mạnh mẽ vào mỗi buổi sáng. Hãy tạo cho mình một thói quen mạnh mẽ vào mỗi buổi sáng. Nói chung là, việc bạn cần làm đầu tiên vào buổi sáng, ngay khi bạn thức dậy, là đưa bản thân vào trạng thái năng lượng tích cực. Điều này sẽ quyết định khoảng thời gian còn lại trong ngày của bạn. Nếu bạn bắt đầu ngày mới với những suy nghĩ tích cực, lạc quan, thì bạn đã định hình cho mình một ngày tràn đầy năng lượng tích cực. Hãy làm những điều mà bạn cho rằng sẽ mang lại cho mình một tinh thần tích cực. Chẳng hạn như tập thể dục, đọc sách, ngồi thiền, tỏa lòng biết ơn và những lời khẳng định tích cực, vân vân. Số 6. Đặt câu hỏi thích hợp. Chúng ta phải chấp nhận rằng suy nghĩ tiêu cực là điều không thể tránh khỏi. Vậy, làm thế nào để chúng ta thay đổi tác động của nó đối với mình? Chúng ta có thể thay đổi thông qua việc đặt ra những câu hỏi. Điều quan trọng là, trước tiên, bạn cần đặt ra đúng loại câu hỏi. Ví dụ, nếu bạn là người bi quan, những câu hỏi mà bạn đặt ra cho bản thân sẽ mang tính tiêu cực. Kiểu như, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao những điều tồi tệ lại xảy ra với tôi mỗi khi tôi thử làm điều gì đó? Đây là những câu hỏi mang tính tiêu cực, vì bạn đang tự coi mình là nạn nhân. Và điều đó không giúp ích cho tâm lý của bạn, ngoài việc khiến bạn dậm chân tại chỗ. Thay vào đó, hãy bắt đầu đặt ra những câu hỏi như: điều tốt đẹp trong tình huống này là gì? Tôi có thể học được điều gì từ những sự việc và hoàn cảnh này? Một việc mà tôi có thể làm ngay bây giờ để bắt đầu khắc phục vấn đề này là gì? Bằng cách đặt ra những câu hỏi này, bạn sẽ bắt đầu giao cho bộ não của mình một số nhiệm vụ để suy ngẫm nhằm giải quyết tình huống hiện tại và rút ra kinh nghiệm từ những gì đã trải qua. Số 7. Tạo ra môi trường tích cực. Tiêu thụ những nội dung tích cực là một cách để tạo ra một môi trường tích cực. Nói chung là, tạo ra một môi trường nơi bạn có thể suy nghĩ tích cực là chìa khóa để phát triển. Điều này có nghĩa là, hãy làm những điều mang lại niềm vui và năng lượng cho cuộc sống của bạn. Ở cạnh những người có tư duy tích cực, củng cố các tiêu chuẩn về những gì bạn có thể chấp nhận được và những gì không. Số 8. Thiền định. Thiền định là một hoạt động mà bạn nên cân nhắc để thực hiện nếu bạn muốn rèn luyện tư duy tích cực. Vì bạn đang ưu tiên cho tư duy tích cực nên việc ngồi thiền vào buổi sáng là thích hợp nhất. Tập thiền thường xuyên sẽ mang lại nhiều lợi ích. Thiền mang đến cho bạn cơ hội để nhìn sâu hơn vào bên trong bản thân và xem điều gì khiến bạn thích thú. Nó giúp bạn nhận ra thói quen suy nghĩ của mình, từ đó có sự nhận thức rõ để sắp xếp và định hình lại suy nghĩ. Đó là một phương pháp mạnh mẽ giúp bạn nhìn thấy con người thật của bạn và những gì bạn thực sự nghĩ. Từ đó, bạn có thể tạo ra những thay đổi lớn chỉ bằng cách thiền định. Số 9. Viết ra suy nghĩ của bạn và giải quyết vấn đề. Tương tự như thiền, hãy cân nhắc việc viết ra những suy nghĩ xuất hiện trong đầu bạn mỗi khi bạn cảm thấy căng thẳng. Trong những khoảng thời gian đó, khi bạn căng thẳng, bạn sẽ viết ra những điều khiến bạn cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Đó có thể là một điều gì đó tồi tệ, hoặc có thể là một loạt những việc nhỏ nhặt mà bạn cần làm để giải quyết vấn đề của mình. Ý tưởng là viết ra những suy nghĩ này vào đêm hôm trước và ngày hôm sau, bắt đầu khắc phục những vấn đề đó để nhường chỗ cho một tầm nhìn tích cực hơn. Số 10. Đọc sách về tư duy tích cực. Phương pháp cuối cùng để nâng cao suy nghĩ tích cực là đọc thêm sách về chủ đề này. Tư duy tích cực là một chủ đề đã được nghiên cứu rất nhiều và có rất nhiều thông tin về nó. Bạn sẽ thấy có nhiều cuốn sách có nội dung trùng lặp hoặc có các yếu tố tương tự nhau, nhưng sẽ không có hại gì khi bạn chọn một vài cuốn sách và đọc những gì mà tác giả nói về chủ đề này. Mặc dù đọc các bài viết ngắn cũng là một cách tốt, nhưng một cuốn sách có nhiều không gian hơn để cung cấp thêm nhiều chi tiết và quan điểm mà bài viết thông thường không có được. Cuối cùng, suy nghĩ tích cực không phải là điều mà có thể đạt được trong một sớm một chiều. Đó là một quá trình cần nhiều thời gian vì nó liên quan đến việc điều chỉnh lại cách suy nghĩ và củng cố các thói quen của bạn. Đó không phải là một con đường dễ dàng, nhưng nó có thể dẫn bạn đến nhiều cánh cửa, mở ra cho bạn nhiều cơ hội khác nhau. Con đường dẫn đến thành công và những thay đổi lớn lao là thông qua một tâm thế tích cực và phát triển để có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn. Chúc bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.